Vâng, ở đây bạn rất nhiều cá thủy sinh rất đẹp. Dạng này là cá betta. Mình sẽ chọn con cá betta đỏ này. Ok, hệ thống đang hoạt động, nước cũng đang được hút vào và chảy ra. Nhìn cũng rất là thú vị. Chào tất cả các bạn. Các bạn có khỏe không? Mình vẫn chỗ khỏe, chỗ không các bạn ạ. Hôm nay mình ra đồng đi thăm ruộng lúa. Và trên đường đi về, mình thấy ở đằng xa kia có một chai nước lọc người dân quê mình đi làm ruộng uống và bỏ vỏ. Mình sẽ lượm cái chai này về làm hồ cá, nước chảy liên tục cho các bạn cùng tay làm với mình. Và mình sử dụng kéo cắt bỏ cái nhãn đó đi. Sử dụng bút lông vẽ qua một đường để cắt không bị hỏng. Mình sử dụng dao và kéo cắt theo mình đường mình đã vẽ. Vâng, sau khi cắt xong, tôi đã có một cái hồ nuôi cá bằng chai nhựa. Tôi sẽ dùng bốn cái nắp này làm bốn cái chân đỡ cho cái hồ cá bằng chai nước lọc này. Rồi, ok. Tôi sẽ dùng cái chai nhựa này dùi trên đầu một lỗ và dưới một lỗ như thế này để làm hệ thống bơm nước không cần điện như trên mạng, xem nó có hoạt động không. Tôi sẽ cắt bốn hút này. Tôi sẽ bôi keo làm đầu hút vào. Ok, tôi làm hai bên hai chai chai. Ok, nhìn trên mạng người ta làm chạy nhìn cũng rất là thú vị. Rồi, tôi sẽ cắt ngắn hai ống hút này làm hai cái vòi chạy ra và cũng dùng keo nện chỉnh chúng lại cho thật chắc, đảm bảo nước và không khí không bị xì. Tôi sẽ dạng lại vào chạy ra. Này tôi cũng làm tương tự như cái trước, cũng dán keo và làm dán vào và làm vòi chảy ra. Vâng, vậy là tôi đã có hai cái bơm nước không cần điện bằng chai nhựa, hy vọng nó sẽ hoạt động. Vâng, ống hút đầu hút lên hơi bị ngắn nên tôi sẽ cắt một xí như thế này và xỏ vào đầu ống hút lên như thế này. Ok, sau khi xỏ vô như thế này, tôi sử dụng keo nến dạng lại cho thật chắc, đảm bảo ẩn nước không bị xì ra ngoài. Ok, vậy là cái vòi hút lên đã được tôi nối dài thêm một khúc. Tôi sử dụng keo nến bôi ở dưới đáy chai nhựa bơm nước không dùng điện. Tôi sẽ gắn lên trên cái hồ cá vừa mới làm xong. Tương tự cái bên này tôi cũng làm như vậy, tôi cũng bôi keo và dán lên bể cá bằng chai nước lọc vừa mới làm xong. Rồi, ok, hy vọng là nó sẽ hoạt động như trên mạng. Vâng, bây giờ tôi sẽ đổ nước vào. Đổ nước vào, hy vọng bơm nước không dùng điện sẽ chạy, sẽ thành công. Rồi, ok. Tôi sẽ dùng hai cây chì này quả vòi chạy ra để tỷ độ nước không bị chạy. Rồi, ok. Tôi sẽ mở nắp chai nhựa, đổ nước vào. Tôi sẽ đổ nước vào gần đây. Ok, như vậy là được. Này tôi cũng đổ như thế. Rồi, trên chuẩn bị nữa đi. Rồi, tôi sẽ khóa nắp lại cho thật chắc, đảm bảo không khí không được lòng vào.
này cũng vậy. Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ mở cái bụng ra để xem nó có hoạt động không. Vâng, không hoạt động các bạn. Có chạy ra một ít sau đó không thấy chạy nữa các bạn. Tôi sẽ mở nắp, mở hàng cái nắp ra. Vâng, được. Có chạy các bạn nhưng chỉ chạy trong bên ra, không hút chữa lên được. Không thành công các bạn đừng làm theo mà tổn công vô ích. Hôm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp. Vâng, hồi nãy Lam không chạy, không thành công nên tôi đã chuẩn bị một cái bơm kim 5 vôm này. Tôi sẽ gắn vào đầu hút lên của bơm nước không dùng điện. Rồi, tôi sẽ gắn vào và giấu nó đi. Vâng, tôi sẽ dùng ít đá và hoa và nhựa, cây nhựa dạ che cái bơm đi. Sau đó tôi sẽ đổ nước vào. Và cũng đổ nước đây hai cái chai nước làm bơm nước không dùng điện đấy. Tôi sẽ dùng cái bút chì khóa lại. Rồi, cũng đổ nước như hồi nãy. Vâng, bể cả bằng chai nước lọc cũng đã làm xong và hệ thống nước chảy liên tục cũng đã làm xong. Nhưng lại không có cá để nuôi. Tôi chợt nhớ ra trong bọc còn được 50k. Tôi sẽ lấy 50k này đi một cá bắt ta về nuôi. Rồi, đổ máy đi cùng mình nào. Vâng, đi một lúc cũng đã đến tiệm bán cá. Dáng này là cá bích ta. Bên này là mình sẽ quay một vòng cho các bạn cùng xem cá bán ở đây. Đây là cá thủy sinh. Bên này cũng cá thủy sinh. Rất là đẹp. Bên này cũng một bể cá thủy sinh to, rất đẹp. Vâng, dạng này là cá beta, mình sẽ chọn con cá beta đỏ này. Rồi, mình sẽ chọn lấy con này. Với con như vậy là 25k. Ok, nó cũng rất đẹp. Mình sẽ bỏ bì đem về. Vâng, mình sẽ đổ vào bơm được vào bể cá mới làm xong. Và sẽ cắm điện. Sau đó mình sẽ mở hai cây bút chì ra cho nó hoạt động. Vâng, nó cũng đang được hút vào và chạy ra nhưng cũng rất là thú vị. Vâng, sẽ quay cận cảnh cho các bạn xem được đang hút vào và đang chạy ra. Và chú cá beta cũng tung tăng trong hồ rất là thú vị. Vâng, và phía sau những viên đá kia là cái bơm chim mình đã giấu đi. Đây các bạn, vào cắm điện